Kathy Hà xin mến chào quý vị. Hôm nay Kathy muốn làm một món gỏi mà bây giờ là người trẻ rất là thích ăn. Cái món này là quý vị cũng nghe rồi, đó là món gỏi đu đủ trộn. Mà đu đủ trộn này Kathy sẽ trộn với bánh đa, là tại vì cái phong trào bây giờ họ hay làm kêu là bánh tráng trộn đó. Nhưng mà Kathy thấy là mình nên làm nó lạ lạ một tí xíu và nó đỡ dai, thì là Kathy làm cái lối mà sẽ làm nó giòn, nên mình làm với bánh đa. Thì là cái gì ở trong những cái gỏi trộn này thì có cái gì nó ngọt, thơm, chua và cay. Thì Kathy có đây đó, là quý vị thấy cũng có đu đủ, thì ở ngoài chợ đã có bán như thế này nên mình khỏi phải mua về để bạo. Xong rồi một cái nữa, cái chua chua ngọt ngọt, Kathy có đây là một tí xíu xoài, một hồi nữa mình phải bào tại vì chợ không có bán bào sẵn đành phải về nhà làm. Xong rồi những cái rau thơm, giống như là Kathy thích cái rau nào là mình để vào đó, rau lũi đây, rồi rau răm đây, rồi rau quế. Xong rồi kế bên này những cái giòn giòn thơm thơm thì đây là đậu phộng rang nè. Xong rồi cái này là tép sấy này. Cái này là hành sấy. Bên này đó là cái phần thịt, đó là khô bò. Gỏi phải có khô bò để nó hấp dẫn. Khô bò này với kế bên này là cũng là gan luôn. Là ở ngoài tiệm Kathy mua ở Houston này thì có cái tiệm rất là ngon là khô bò Houston, thì Kathy mua sẵn đặng cho nó tươi thơm. Và kế bên này thì quý vị thấy đây là trứng cút, cũng một hồi nữa mình trộn vào. Nhưng mà để cái phần rất là đặc biệt đó là cái nước chấm hoặc là cái nước dressing trong đó. Thì cái này thì Kathy sẽ xài với tí xíu là cái kêu là sa tê này ha. Xong rồi cũng sriracha, nó có tỏi, mùi tỏi tí xíu. Đây là me, thường thường me này đó thì là mình thấy là họ đã bán sẵn rồi nên cũng dễ làm. Xong rồi nước dừa tươi, cái này là tí xíu nước tương cho cái phần mặn trong đó. Thôi để mình bắt đầu nha quý vị. Cái nước này thì là mình muốn nó ngọt ngọt, chua chua, cay cay, mặn mặn. Cái phần đó thì là mình cũng nêm nếm tùy theo mình, nhưng Kathy làm thì cũng rất là đơn giản. Thì cái này Kathy sẽ xài là một muỗng canh me. Nó sệt sệt và nó cũng có phần chua. Xong rồi Kathy sẽ để cho cái phần là nước này. Cái này là mình để cũng khoảng chừng 3 muỗng canh. Để coi làm sao, chắc thêm một muỗng nữa. Đây, đây là 4 muỗng canh đi, bạn cho cái phần nước nó cũng khá khá. Cái này là nước tương, mà mình nhớ không, xài cái loại nước tương nhẹ nhẹ như cái này Kathy đã xài nấu đồ chay. Xong mình để tí xíu đường đi, xong rồi mình nêm nếm nha. Cái này Kathy hay để là khoảng chừng một muỗng canh đường nè. Cái phần cay thì Kathy sẽ để sriracha. Sriracha này là Kathy thích, nó cũng mặn mặn, chừng một muỗng cà phê đi. Cũng có nhiều tỏi trong đó, nó cũng mặn mặn nè. Sa tê này nó có cái mùi thơm, chưa gì hết thấy hấp dẫn là nó thơm lắm. Trái xoài này thì Kathy muốn nó vàng vàng, đặng cho nó đừng có quá chua. Tại nếu mà mình thích ăn chua thì mình mua cái loại mà xanh. Cái này Kathy bào, quý vị thấy đây, nó cũng mỏng mỏng giống như cây tăm đây, sợi tăm này. Đó, đặng cho nó, Kathy thử nha. Xong bây giờ mình làm kế tiếp là để mình làm rau đi nha. Xung quanh như thế này
một hồi nữa mình trộn lên ở dưới đặng có, nếu mà mình để nó một chỗ thì sợ trên mặt có mà ở dưới thì không có. Quý vị ơi, Cathy đã làm xong cái món gỏi đu đủ trộn với bánh đa. Hôm nay mình thấy cái này là cũng là rất là hấp dẫn, nó lạ lạ và màu sắc rất là đẹp. Bây giờ Cathy làm một dĩa cho quý vị xem. Hồi nãy mình nói đến đu đủ và có vài miếng xoài đó nên nó vàng lên. Bây giờ Cathy thấy là nó được dịu xuống rồi nè. Gỏi mình có cái gì đây? Mình có nè, khô bò nè ha. Và xoài nè, đu đủ nè, trứng cút nè, rau thơm nè, bánh đa nè, tôm cháy nè, gan nữa nè, hành cháy, còn cái gì nữa không quý vị hả? Bánh đa nữa. Tôi nghĩ ăn cái này là no bụng như chơi đó. Mà được một cái quý vị biết gì không? Cái này mình đem vô sở mình ăn cũng được nè. Mình ăn trưa giống như salad vậy. Và nếu mà mình muốn ăn thêm nữa, mình heat up cái cơm một tí xíu xong mà ăn với cơm cũng có lý. Tại vì cái thịt cái khô bò đó nó mặn mặn rồi nên nó làm cái dĩa này rất là đầy đủ. Có trứng nữa. Béo. Bánh đa còn giòn giòn, mè thơm. Quý vị biết gì không, cái món này đó, gỏi này thì rất là dễ làm. Quý vị đã thấy mình không có nấu gì nhiều, chỉ một cái mà nó là lạ là tại vì mình có cái sốt me. Cái sốt me đó mình pha với nước dừa tươi nên nó được dễ ăn, nhẹ nhẹ nhàng, để tí xíu đường đặng cho nó để ngọt một tí xíu, xong rồi ớt đặng cho cái phần cay. Như vậy là mình sẽ có một cái nước sốt rất là tuyệt vời. Phải có cái nước sốt đó mới ra cái phần của gỏi đu đủ trộn hôm nay. Hẹn gặp quý vị kỳ sau nha. Mình sẽ làm một món ngon nữa nha. Bye bye, see you next time.